Thưa quý vị, sáng nay, tỉnh Lai Châu đã tổ chức biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 0324G, bắt một đối tượng về hành vi giết người sau 24 giờ lẩn trốn. Vào khoảng 19 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là nữ được xác định sinh năm 2003, trú tại bản Phiêng Áng, Đối tượng gây án là Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Sau khi gây án, đối tượng Sươm đã cầm dao bỏ chạy theo hướng xã Nậm Sỏ. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập chuyên án 0324G và bắt đối tượng gây án sau 24 giờ lẩn trốn, áp giải về Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên sơ cứu và điều trị vết thương do đối tượng có hành vi tự sát. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động.